xiết xuống này, này xiết xuống thì nó không hỏng sàng. Mình làm ngay đầu tiên đấy, nó hỏng hết sàng. Quay đổ em cái. Tao ra rồi. Cái quy trình làm đơn giản thế thôi chứ. Cứ cầm xem độ ẩm mà cám như này vừa này. Này nó cảm giác rồi chứ còn chả dậy được. Cám chuối à? Đổ hết cả chậu à? Thì nó không mòn lô. Thôi thế thôi.